Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, rau sam mọc dại ven đường, kênh rạch và ít người thưởng thức. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên thế giới, loại cây này lại được coi như là dị thú quý, thậm chí còn được gọi là rau trường thọ. Ở nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng trong các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua, người Pháp cũng rất thích rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt. Hoặc ở Mỹ, có món rau sam trộn dầu giấm. Thậm chí, người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3. Ngoài ra còn chứa EPA omega 3 chuỗi dài, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Đây cũng là loại rau chứa nhiều loại vitamin cũng như các khoáng chất dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. Chính vì những thành phần bổ dưỡng trên mà rau sam được coi là một loại thảo dược quý chữa nhiều bệnh. Hiện nay, tại những khu đô thị lớn như ở Hà Nội, việc tìm được rau sam cũng không dễ dàng, do đó rau sam được bán ở đây giá cũng không hề rẻ. Một mớ rau sam từ 500 đến 600 gram được bán ở chợ với giá từ 20.000 đồng